lâu lắm với ông chó với xuất hiện. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là một ngày của Hùng với những chó ở trong nhà. Nhà mình thì có mặt, nhà mình thì ở thành phố Lào Cai, ở phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Các bạn đi cùng mình một ngày của mình cho chó ăn như thế nào. Đây là con chó nhà chú mình đưa về nhà đó. Đấy, con chó chưa lai. Đây là một con mèo Bengal người em tặng này. Đó, 7 cân đấy. Đây là mình, đây là mình. Mình đang đổ cho chó. Lặng mình dừng lấy thôi. Rồi chó nó ăn không cả giả cho cái đây, chó ăn dưới này. Đây, tim gan phèo phổi cổ gà cá những thứ. Người ăn chó ăn hết. Đây, đây là bếp của mình. Mình đang nuôi một con bully exotic. Đây là một con thùng Pháp này. Lâu lắm rồi. Thùng Pháp này được rồi. 4,5 rồi. Đây, đồ mình đang nấu ấy. Đồ mình nấu là gồm rồi. Bình thường hay cho ăn cổ gà với cả là cổ gà với thịt, ví dụ như lươn gà, ức gà ấy. Nhưng mà mình thay đổi đi, hôm nay mình cho ăn bằng gan phèo với cả là mấy cái này thôi nhỉ. Bác cho ăn không? Bác có đủ luôn. Đây gồm nhà luôn này. Rau, su hào, đấy, tim gan phèo phổi, trộn hết vào như pate luôn.
suất ăn thì trong nhà thì có một con bu li ăn nhiều nhất thôi, bu li ăn nhiều nhất. Đây, mình con bu li mình ai cho nó ăn như thế này, đây là builder này, muesle bu li đấy. Cái này là mình đang bán 1 triệu lọ, nó dành cho tăng cơ cho bun pháp, bun ly, tất cả các bun. Một viên này là dành cho là 10 cân, một viên dành cho 10 cân, và mình dùng con này của mình đang được 20 cân, thì ngày nào cũng cho 2 viên, sáng nào cũng 2 viên, sáng nào cũng 2 viên. Con này thì lớn rồi, là con này hơn 4 tuổi nữa mình không cần nữa. Trước mình sử dụng bun ly này, bun ly bắc cho con bun ly này, nhưng mà sử dụng nhiều bây giờ thay đổi đi, đã dùng cả này nữa mà. Cái gì đây này, nutrition thế này, khoáng với cả thức ăn dễ ăn đây này, cái gì nutrition này đủ các loại luôn, CO2 A gì này. Nói chung là mình đã sử dụng những cái sản phẩm thì tốt nhất dành cho mấy con chó ở nhà. Toàn cho ăn nhá. Bọn nó thì thường là nó sẽ không ăn đâu, sẽ không tự ăn đâu, mà nó sẽ không bao giờ ăn. Nhưng mà mình có kinh nghiệm như này, hai viên này bọn cho lên này, ok, cho cái này cho sâu vào, giữ gõ một tí, giữ gõ một tí này, đấy hết rồi, đấy ăn hết luôn, sáng nào có 2 viên. Sau 2 viên thì nó mới cơ đây này. Đấy, chỉ đây này. Đấy, thì nó được cơ này, nó được phối cơ rồi. Vậy con nhà mình nuôi bây giờ được 11 tháng rồi. Đúng 11 tháng rồi. 21 tháng 3 này cho đi thi. Đấy, chưa lại khẩu phần cho mấy ông tướng ở nhà đây. Như chó luôn, mẹ bên ga ăn như chó luôn. Mình ở nhà mình còn thả tự do luôn.
chơi tí nhỉ. Tên là Panther, 11 tháng rồi. Con của con Marcus, cháu của Shooter này, máu Mia Vi. Chỉ có khoảng 20 cân thôi. Nhà mình là nhà ống, không gian nó cũng rộng, nó rơi khoảng tầm 4 giờ khoảng 130 mét.
trước là 5 mét mặt tiền sâu từ nhà mình vào đây gần 30 mét đấy. Thì có mỗi không gian này thì mình nuôi dòng bun ly này, với là bun phát này cho nó dễ nuôi, với là nó chạy nhảy nhà dễ nuôi. Chứ trước ở đây là nuôi đốt men này, đốt men với cả là bếp dê, nhưng mà nó không phù hợp với gia đình nhà ống. Bởi vì là nhà ống thì dụ ở nhà mình nền đá hoa này như thế này, dụ trời mồm nó hôi lắm, không chịu được. Nhưng cái bọn bun ly mình nuôi này, bun phát nuôi này, không có một tí hôi này, vì bọn nó chỉ có một lớp lông thôi. Nếu không tắm được ấy thì các bạn lấy cái khăn ấy, xong rồi có cái cồn 7 độ hoặc là cái rượu trắng ấy, bọn lau qua hết người là sạch bong luôn, không có ghẻ nở gì ra hay nước gì cả luôn, không ghẻ nở nữa. Vì là đây nhìn rất lông, đây con này đang trên lông nó vẫn bóng này, bóng dễ luôn, bóng dễ luôn. Nhà mình cũng là thiếu đồ ăn cho nó. Cũng là đấy, vì mình hiện tại bây giờ cổ gà trên thị trường bán đắt, nhưng mình quen một chỗ mua nó rẻ, nó chỉ có 2.000 một cân thôi, mà cổ gà ta xịn, cổ gà ta xịn có chó ấy, mình ăn cho ăn thôi. Thực ra là có cám, nếu mà không có thời gian cho ăn cám được, nhưng mà nhà mình là chỉ được cho ăn đủ tươi hết, tươi hết luôn, đồ mua ngoài chợ về luôn. Ở nhà mình cũng gần chợ, gần chợ cho nên là cái đồ rau rất lên được, thịt thà thì cũng có sẵn hết, mấy kiểu cổ gà với đường gà thì gần như điện cũng có luôn. Gần như mình có tùng này, bán đường gà cổ gà ngay trên đây này, ngay trên đồi nhà Sơn này, có phát có luôn, cả lão bồi có hết. Mèo kìa, đi chó.
hình tròn nhá. Sáng tôi chỉ trong vòng khoảng nửa tiếng thôi, cho nó chơi nửa tiếng, là trong vòng một tiếng là cho nó ăn xong hết. Còn bây giờ thì bắt thuốc lào thôi. Thế thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.